nha, thịt heo. Thịt ta gọi luộc trước, luộc cái muối. Xong rồi luộc sơ thôi và cắt nó ra theo miếng vừa ăn. Bữa nay mình sẽ làm một cái món gọi là thịt heo, thịt ba gọi, mắm ruốc, ăn với cơm, cơm nguội các bạn. Đây là một miếng thịt ba gọi, thì mình không cần nhiều thịt ba gọi lắm đâu, mình chỉ cần chút xíu thôi, tại mình chủ yếu là mắm ruốc thôi. Đó, mình đã luộc sơ nó rồi. Thì mình có cái đồ mài dao nè các bạn. Cái đồ mài dao này khi mà mình mua một cái bộ dao á, họ sẽ cho mình cái con dao nào mòn á thì các bạn mài bằng cái cây đó. À, sau khi mà mình cắt hết mấy miếng thịt ba gọi này rồi thì mình sẽ xào với lại mắm ruốc ha. Cái là đơn giản thôi. Có nhiều bạn thì không có biết mắm ruốc là gì. Những bạn nào ở nước ngoài á, với lại những bạn nào ở miền xa á, thì không biết mắm ruốc. Còn các bạn nào mà ở dưới miền Tây thì quá gành rồi. Để cho cái món thịt heo xào mắm ruốc của mình được ngon á, thì các bạn bỏ thêm ớt vào nha các bạn, để cho nó có cay cay. Còn những bạn nào ăn ớt không được á, thì mình bỏ chút xíu thôi. Không thôi khỏi bỏ cũng được. Mình thì mình thích ăn cay nên mình bỏ rất là nhiều. Cái này á, khi mà các bạn xào xong đó thì các bạn có thể ăn với lại cốc ổi xoài cũng được nữa. Không thôi các bạn ăn với cơm nguội cũng được nữa. Ồ, cái này ăn với cơm nguội là bá cháy luôn. Bây giờ mình đã thắt sắc thịt heo và ớt xong rồi thì mình bỏ thêm tỏi và sả bầm vô các bạn ha. Ướp nó một chút xíu đã. Bỏ một chút xíu đường vô nữa các bạn ơi. Chút xíu bột ngọt nữa nha. Hành tím xay. Bỏ thêm một tí hành tím đã xay sẵn vô nữa. Ok, mình đã có một cái hỗn hợp này rồi. Chưa giờ trộn lên thôi. Ok các bạn, bây giờ mình có một hũ mắm ruốc. Hũ mắm ruốc này bên Mỹ là nó bán như vậy nè. Đây là, đây là mắm ruốc Đà Nẵng hương vị quê nhà. Đó. Thì ở nếu mà mình ở Bạc Liêu miền Tây á, thì mình có mắm ruốc của miền Tây. Nhưng mà cái này là không phải là mắm ruốc của miền Tây. Mắm ruốc này của Đà Nẵng các bạn. Ăn cũng được. Bây giờ bên đây chỉ có loại này bán thôi à, không có bán loại khác. Ăn cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ một tỏi vô, mình phi hành tỏi các bạn ha. Ok, bỏ sau khi mình bỏ tỏi vô xong rồi bây giờ bỏ sả bầm vô các bạn ha. Tại khi mà cái mắm ruốc các bạn xào lên đó là các bạn phải có sả, có tỏi chấm vô nó mới thơm. Đó. Mình mua cái này á, mình về mình phi lại thì nó thơm hơn. Nếu mà các bạn ăn từ trong chai, các bạn ăn vít ra đó, thì nó không có được thơm như mình đã làm lại rồi ha. Sả của mình nó chưa gai đá nữa các bạn. Sả này lấy từ tủ lạnh ra. Thường thường bên Mỹ mình không có xài sả tươi, mình xài sả mà nó đã xay sẵn rồi, nó đông đá đó. Mình bỏ vô tủ đá, xong rồi mình xài tới đâu mình cạo cái đó, giống như là cạo đá bào vậy đó. Ok, khi mà phi hành tỏi sả xong rồi mình bỏ thịt vô các bạn ha. Tại vì thịt thì nó hơi lâu chín, bởi vì mình làm thịt trước đi, xong rồi mắm ruốc thì bỏ vô sau là xong rồi. Cái này, cái video này mình quay á các bạn, cái có mấy người Mỹ họ nhảy vô họ coi á, cái họ nói là cảm ơn mình đã share cái công thức nấu đồ ăn Việt Nam cho họ, mặc dù họ mới sẽ tới các bạn, mặc dù họ không hiểu mình nói cái gì. Cả cái video của mình có nhiều người Mỹ coi á, rồi coi họ cái mình chỉ cách thức luôn, xong rồi họ ra chợ họ mua. Tại vì cái chợ mấy cái hũ này là bên Mỹ ở đâu cũng có bán, nhưng bởi vì họ chỉ cần vô đúng cái hiệu đó là họ mua về thôi.
thì họ làm y chang cái video mình làm luôn, là họ có được cái món ăn Việt Nam rồi. Bữa nào quay phở thì cho hơi kỹ thuật. À ha. Tại vì các bạn là người Việt Nam, các bạn coi cái này thấy các bạn thấy là bình thường thôi, các bạn coi cho vui thôi. Nhưng mà người Mỹ họ muốn nấu cái đồ ăn Việt Nam, mà không phải là đồ ăn Việt Nam giống như lai tạp đâu, mà phải là đồ ăn Việt Nam chính gốc kìa, giống như là mắm guốc nè, hay là mấy cái giống như là thịt kho hột vịt rồi đó, mấy cái mà chính gốc của Việt Nam luôn á. Bởi vì mấy video clip của mình á cũng có nhiều người Mỹ coi lắm, mặc dù họ không hiểu mình nói gì hết, nhưng mà mình mỗi lần mình quay mình hay đưa cái nhãn hiệu lên á thì họ coi á, họ bỏ theo cái nhãn hiệu đó. Nếu mình để subscribe với họ bằng tiếng Anh á, để subscribe chứ. Tại nếu mình để subscribe thì mình sẽ tốn thời gian một cái video mình sẽ làm cả tuần lại chưa xong, có khi cả tháng trời. Đó. Bây giờ thì mình cho thịt nó chín đi các bạn ha. Thì trong thịt này á, trong thịt này nó có là dầu nè, sả tế nè, sả nè, tỏi nè, với lại của hành tím. Đó, bây giờ mình cho thêm sả tế gì nữa. Hồi nãy là mình đã cho 4 trái ớt vô rồi, bây giờ mình cho thêm sả tế gì nữa. Cái này là quá cay luôn á các bạn. Cái này mà trời, có trái xoài cát mà chấm mắm, chấm vô đây chắc ngon lắm ha. Thèm quá. Mà tiếc là bên đây không có bán xoài cát các bạn ha. Bên đây chỉ có bán trái xoài mễ mà vàng vàng, mình hay cho các bạn coi đó. Cái xoài mễ đó thấy vàng vàng vậy nhưng mà nó cũng chua lắm nha. Ồ, để ngày mai mình đi mua cái đó về mình chấm với lemon guốc cho các bạn coi ha. Hay mua trái xoài về chấm guốc em. Ok. 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 Hồi nãy tại vì mắm guốc nó hơi mặn các bạn ha, thì mình bỏ thêm tí chanh vô nữa cho nó dịu lại. Đó, bây giờ cái hũ mắm guốc mình đã khui ra rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ hết vô luôn. Bỏ từ vô rồi. Còn xào nó hơi bỏ cái. Mắm guốc này mà sức lên đầu thơm lắm á. Sạch chí luôn. Có nhiều mắm guốc nó ngon chứ. Đó, các bạn thấy không? Khi mà mình để cái hũ lên á, người ta sẽ thấy cái, người ta sẽ vô chợ Việt Nam á, người ta sẽ mua cái hũ y chang vậy luôn. Bởi mấy bà Mỹ mà bà coi video clip mình á, bà nói là bà vô chợ Mỹ bà tìm cái hũ y chang vậy luôn. Là về là bà có thể nấu theo cái kiểu công thức theo kiểu Việt Nam. Thì các bạn biết không, ở bên đây á, người ta kỳ lắm, khi mà giống như người ta ăn đồ Việt á, người ta phải ăn đồ Việt do chính người Việt nấu, phải chính gốc nữa. Tại vì người ta không thích ăn đồ lai tạp. Cũng giống như mình vậy, khi mình đi ăn đồ Hàn Quốc á, thì mình muốn ăn kim chi hay là đồ Hàn Quốc của người Hàn Quốc nấu luôn, chứ không có phải là của người Mỹ nấu theo kiểu Hàn Quốc. Nó ăn nó không có ra cái hương vị, phải không? Bởi vì khi mà những cái nhà hàng nào mà họ ghi là đồ ăn Hàn Quốc chính gốc á, có nhiều người tới hơn là đồ ăn Hàn Quốc. Đó. Quá thơm luôn đó, cái tô mắm guốc của mình đã xong rồi đó các bạn. Hồi nãy giờ mình chỉ xài nửa hũ thôi. Ok. Chỉ có nửa hũ mắm guốc mà ra được một chảo bự luôn. Trời, cái này ăn chắc mấy nồi cơm mới hết. Thì cái này các bạn ăn á, các bạn chỉ cần hâm lại thôi. Các bạn bỏ tủ lạnh. Xong rồi các bạn hâm lại. Có những bạn mà chưa bao giờ ăn mắm guốc thì ăn thử cho biết. Nó thực sự bên Mỹ này cũng có nhiều người họ chưa dặn mắm guốc các bạn. Tại vì họ sinh ở đây đó. Với lại khi mà các bạn ăn ở mắm guốc mà các bạn ở nhà bên Mỹ á, nó bốc mùi lên rất là hôi nha. Tại vì ở Việt Nam á, các bạn ăn mắm guốc á giống như là bình thường, nó không có gì hết. Nhưng mà khi mà các bạn ở bên Mỹ á, nhà cửa kín lắm. Trời, các bạn bỏ vô cái lò vi sóng á, các bạn hâm lên, trời, nó cái mùi nó hôi lắm kìa. Bởi khi mà bên Mỹ mà các bạn ăn mà mình bỏ chút tí nước cho các bạn ha. Khi mà ở bên Mỹ mà các bạn ăn mà chỗ nào mà có Mỹ á, thì các bạn phải mở cửa ra, không thôi Mỹ đó chịu không nổi. Giống như khi mà các bạn đi chỗ làm á, thì hạn chế là ăn mấy cái đồ Việt Nam ha, giống như mắm guốc nè hay là nước mắm nè đó. Tại khi mà các bạn hâm lên nó bốc mùi dữ lắm. Thơm mùi xả nữa, mùi sa tế nữa. Đó, bây giờ nó rất là thơm các bạn. Hầm ba lần luôn. Để coi bây giờ ăn
Ok, bây giờ mình để trên bấm đuốc mình nó săn lại đi ha. Thì bây giờ nó hơi mặn, các bạn mình bỏ thêm tí đường vậy đi. Đường sugar. Đó, bây giờ mình chỉ đợi nó săn lại thôi, mình nêm nếm thôi. Nó bây giờ nó hơi lỏng, không sao. Tại vì vài bữa nữa mình hâm nó lại, nó quéo lại. Cái này mà các bạn mà có cái này là các bạn phải ăn với cơm nguội mới ngon nha, các bạn ăn cơm nóng là không ngon đâu ha. Mua một tô cơm nguội ra mà có cơm cháy nữa là sướng lắm nha, chết. Lấy một miếng đó, đó chấm vô miếng cơm cháy, ôi bà cháy luôn, nghe là thèm rồi đó. Bây giờ mà mình phải chạy ra chợ mình mua một trái sòi thiệt là chua chấm vô rồi ăn mới phê vãi luôn. Thì mời mình phải ghé chợ mình mua hai trái sòi. Ok, này. Cái gì là cái nồi mắm guốc xào thịt của mình đã xong rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đãi cho nó tắt, cho nó nguội lên đi. Hấp dẫn quá. Không biết ăn ra sao đây. Chào các bạn. Sau khi mình nấu xong cái mắm ruốc xào thịt của mình rồi thì mình đã có một cái dĩa xoài. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn cái này thử coi nó có ngon không các bạn ha. Thì cũng giống như các bạn đã biết rồi, mắm guốc mà chấm với xoài thì còn gì ngon nữa. Đó, bây giờ mình có thêm một ly rượu nữa, bây giờ chấm một miếng xoài. Ok. Quá ngon. Bữa nay mình nhậu đơn giản thôi, đó chính là xoài chấm mắm guốc các bạn ha. Thì có lẽ các bạn có những người chưa biết ăn mắm guốc là gì thì các bạn thử làm đi ha. Mặc dù nó hơi hôi nhưng mà ăn cũng ngon lắm. Đó. Ngon quá. Các bạn nhìn nè. Xoài chua mà chấm mắm guốc hết sảy. Nhưng mà mắm guốc này các bạn phải xào lại mới ngon nha. Mắm guốc mà các bạn không có xào lại ăn nó tanh lắm. Bởi có nhiều người họ nói á, mắm guốc không ngon là tại vì họ không biết cách xào nha, chứ không phải là tại vì mắm guốc không ngon. Đó, bây giờ mình dính nó lên. Trong này có nhiều thịt, có nhiều thịt ba gọi. Mình có thể để ăn cơm cũng được, nhưng mà bây giờ mình không ăn cơm, mình ăn với xoài thôi. Chua. Ngon quá. Ăn chua xong đẻ luôn. Ai mà đẻ ăn chua xong đẻ luôn. Ngon quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi ăn hết cái dĩa xoài nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Các bạn thích video mắm guốc này thì hãy like cho mình nhé.